thích lên cá liên tục của lời ca hòa, nằm ở mùi câu được trộn dịch trùn quế là chất dẫn dụ cá đặc biệt và vỗ béo cá. Trùn quế mà câu được trầm đen luôn. Mình nhớ là bình thường mình đi câu trầm đen toàn bằng ốc mà. Anh em cẩn thận những cái clip quảng cáo trên mạng nhá. Mình không bao giờ chạy bất kỳ cái quảng cáo nó hết. Câu trầm đen bằng ốc nhá, không phải bằng trùn quế đâu. Ok, bắt đầu này, thử hiện kỹ năng này.